Quý khán giả thân mến, đêm Giáng sinh thường được gọi bằng nhiều danh xưng độc đáo khác nhau như đêm hồng ân, đêm tình yêu, đêm kỷ niệm. Chính từ đêm thánh này, nhân loại được sống trong ân sủng đầy huyền diệu của ngôi hai Thiên Chúa. Chúng ta hãy một lần nữa cảm nhận niềm vui và sự bình an của người qua ca khúc Huyền Diệu Đêm Thánh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Anh Đông với sự thể hiện của Hải Yến và top múa ABC Thiên Thần. Sáng sinh làm người ngày vào